Muốn mua giày mà không mất tiền thì nhớ lưu cái video này lại nha. Chắc tụi mình đi quay 80 cái store rồi. Mà đây là cái store mình thấy nhiều blazer nhất luôn á. Giá thì lanh quanh khoảng từ 750 cho đến 1 triệu thôi. Ngày xưa mà mua mấy đôi chạy bộ như vậy là phải 4-5 triệu. Mà tiếc có dám chạy đâu. Bây giờ chỉ có 800 ngàn nên cứ mua mấy con này, chạy hư thì thấy. Mà để ý thấy ở đây có mấy đôi hay lắm nha, collab này kia luôn. Ai mà chơi giày thì nhìn phát biết ngay. Mà có 1.3 triệu à. Cái này nhớ mua mới về 5 triệu á. Nếu anh em nào mà chơi Jordan ở Bình Dương là có deal siêu ngon luôn. Con Smoke Ray này hồi mình mua mới là 7 triệu mà đây có 2.5 triệu thôi, cả con này nữa, tình trạng còn siêu mới. Mình nghĩ chắc thiếu mỗi cái bóc thôi á. Giffen là store second hand giày cũ chính hãng, nhiều giày nhất ở Bình Dương. Vị trí shop thuận tiện, anh em nào ở Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Biên Hòa, Bình Dương đều ghé được. Nằm ngay trong làng đại học, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Mà giày lại phiêu liên tục nên anh em cứ lựa giày thoải mái. Nếu mà anh em không tin thì để mình khui kiện cho anh em coi. Kiện giày mình mới khui ra là chưa xử lý gì hết, nhưng mà tình trạng còn rất là mới nha. Còn cái kệ mình đang đứng ở đây là có rất nhiều mẫu dưới 500 ngàn luôn. Như đồ này 800 mà đang sale 50% nữa là còn có 400 mà. Convert anh chủ đang sale mạnh lắm, chỉ khoảng 300 ngàn một đôi thôi. Mà còn ít size lắm đó nha. Thậm chí mua giày ở đây anh em không cần phải mang theo tiền, bởi vì ở đây có trả góp mà trả trước 0 đồng. Ngoài bán giày ra thì bên đây còn có dịch vụ chăm sóc giày nữa nè. Mà nếu anh em nào ở xa không tiện qua thì cứ lên giffen.vn chỉ đến đó thôi đó. Bye bye.